Rồi, tiếp tục suy nghiệp ADK nhé bạn. Mình đã quay trở lại đây. Đây, cho bạn xem này. Thấy gì không? Cái đầu của con Alpha Gigant nhé bạn. Đó. Thanh niên này kiểu sinh ra là đá sai nhé bạn. Bị kẹt vô trong cái đá luôn rồi. Thì hiện tại giờ là mình đang cởi cái con rồng mình mới bắt hôm qua các bạn. Để đi farm thử mấy cái metal á. Coi coi con này farm metal ngon không ạ. Hôm qua thì con này kiểu nó farm đá khá là ngon nhé bạn. Thì hiện tại giờ là mình đang ở cái khu vực núi lửa. Đây, để farm thử rồi. Wow, cũng được nhé bạn. Rồi, con này kiểu mà nó farm mấy cái metal bao phê luôn các bạn ơi. Đó, nó chạy cũng tế như là được một đống luôn ha. 1000 mấy metal luôn. Với lại cái con này nó có khả năng kiểu mà tự nung metal in gốc nữa bạn. Quá im luôn ha. Đó, các bạn thấy nó farm không? Còn ngon hơn cái con anh kilo nữa bạn. Rồi, cũng một phát là 1200 á. Đó, tầm khoảng chừng 1000 mấy các bạn. Để mình gọi cái con Alpha Angelo trước đó mình bắt ha. Qua test thử nè. Rồi, tính ra thanh niên này farm còn chậm các bạn. Đập tới 2 cái nó mới hết rồi. Đây, để mình đập test thử nè. Rồi, tính ra là cái con Alpha này đập cái cục đó được 1100. Nhưng mà đổi lại là nó đi khá chậm các bạn. Nói chung là mình thấy cái con gồng cá sấu đó của mình hơi bị ngon đó. Hơi bị phê luôn. Kiểu này là tha hồ xài luôn các bạn. Tha hồ xài mấy cái metal in gót luôn ha. Đó, cho cái con Ankylo về đây. Mình thấy con gồng cá sấu này là quá im rồi. Farm bao phê luôn mấy người. Cũng có mấy cái thôi mà gần 10.000 metal các bạn. Đó, con này mình sẽ tăng máu với lại đam ha. Con này mà kiểu tăng đam càng nhiều là nó farm càng nhiều á. Đó, còn một cái 1000 mấy. Với lại được cái là nó rất là cơ động á. Chúng ta bay cũng lẹ nữa. Ồ, nhưng mà Sukana cái là con này kiểu ở trên người nó là không có sử dụng cái nỏ được các bạn. Không xài cái nỏ được. Như vậy là chừng nào mà kiểu muốn bắt thú á, mình phải sử dụng cái con rồng cát á. Ui, bên đây có con rồng nè. Volcanic. Như vậy là ở trong cái thế giới này có rồng Volcanic luôn các bạn. Volcanic đa rồng nè. Mà con này level 25 mà. Ngon. Như vậy là để mình bay vòng vòng mình tìm kiểu mà con nào ngon ngon các bạn. Rồi, Riffin. Riffin điện level 95. Được á, con đó được á. 96.000 turbo. Về luôn các bạn ơi. Để mình về mình lấy con rồng cát á, bắt cái con Griffin đó. Rồi. Hồi nãy là mình cũng có chế mấy cái tên X500 nha các bạn. Mình farm một mớ mấy cái Knuckleberry á. Nè, được 7 tên rồi. Với lại 15 cái tên X100 á. Rồi, sử dụng cái tên này các bạn để bắt cái con Griffin đó cho nó nhanh. Rồi, cái bò Elemental nè. Còn thiếu mấy cái chanh nữa. À quên nữa, quên cho các bạn xem là mấy con thú hiện tại giờ là mình cũng sắp xếp lại các bạn cho nó gọn gàng á. Nè. Mấy con nào kiểu không xài với lại nó phế quá, mình sẽ bỏ qua đây á. Với lại mình gỡ hết trơn mấy cái Dino Tracker ra luôn. Còn mấy con nào cần xài thì mình sẽ để bên đây. Đó, thấy gọn gàng sạch sẽ chứ các bạn. Nhưng mà kiểu lần nào chơi xong gần cuối tập các bạn, nó cũng từ lưa chứ không. Mỗi lần vào lại là phải sắp xếp, tốn khá nhiều thời gian các bạn. Đây, mình sẽ đi thu hoạch mấy cái chanh đó. Với lại hiện tại giờ cái giọng mình nó vẫn còn rất là khàn các bạn. Nhiều bạn lâu lâu xem lại nói sao cái này cái giọng mình khác. Là do bị bệnh nhá mấy ông. Kiểu mà mình bệnh bữa giờ là 10 mấy ngày luôn á. Mà hiện tại giờ nó cũng hết ho rồi. Mà không biết sao cái giọng mình nó kiểu mà nó biến luôn các bạn. Nó thay đổi luôn mấy ông. Cái giọng nó khàn quá ơi luôn. Không biết chừng nào nó mới lấy được cái chất giọng hồi trước nữa. Giờ kiểu mình nó cảm giác nó khàn. Không hiểu nổi luôn. Không biết chừng nào cái mà mình mới nói chuyện nó mướt lại các bạn, chân chu lên nữa.
Bây giờ cảm giác là lâu lâu nó cứ bị khàn mà. Chịu khó nhưng mà không. Rồi, mình chế được hai cái bò nữa. Thiếu mấy cái trứng alpha. Cái này là phải chịu khó đi nhặt trứng thêm vậy. Nè coi trứng nữa nè. Alpha thì mình chỉ bắt được có con dodo mà, làm biến đi bắt. Đó. Mình bắt cái con Riffin đó. Chết rồi, hồi nãy gỡ cái Dino Tracker của con rồng cát luôn rồi. À, giờ mình cũng hết cũng bay luôn các bạn. Còn có con rồng này luôn á. Rồi. Cái con rồng cát này được cái là mình ở trên người nó có thể là sử dụng cái nỏ bắn được nè. Nó ngon hơn không? Nó ngon trong cái vấn đề đi bắt thú thôi. Rồi, quay lại để bắt cái con Griffin nè. Con này là Electric Arentavid. Đây, cái con Griffin nè bạn. Ôi, ở đây có con Red nè. Red Electric level 10. Con Griffin này di chuyển là sẽ ngon nè bạn. Rồi, hút lắc luôn. Có 7 tên đó bạn. Bắn hụt là phải đi farm lại nữa. Ô đây con nữa nè. Cấp độ 60. Rồi ok, 45.000 các bạn. Ui ui. Ui bạn ơi. Cúp luôn bạn ơi. Ui. Thôi thôi thôi, cháy mẹ rồi, không. À, rồi xong phim. À, chết ngắt con gồng cát nữa rồi. Rồi, nó rồi. Ôi, tới công chuyện rồi. Bố láo, bố láo. Từ từ quán ơi, từ từ, quấn tao cái đây. Chết luôn các bạn. Dưới nước mà vẫn bắn được à. Khổ cái tấm thân này ghê luôn. Còn một con duy nhất nha. À, quay trở lại cái hang động test nha các bạn. Không biết kiểu cái con Riffin đó kêu nên tròn nên trống gì không biết. Thấy chưa, vậy chân là hy sinh cái con rồng cát của mình nè. Sương mù dưới nha. À, mình nghĩ cái chỗ chết của mình là nó cách đó ngàn mấy mét đó bạn, chỗ đó đó.
Đứng bên đây á, hồi nãy cái mà mình bay lộn. Con gồng này kêu lướt từ trên xuống thì bao phê nha mấy bạn. Rồi đúng cái chỗ đó đó luôn. Với lại giờ là kiểu đi tìm thú bạn, là dựa vô cái khả năng đi tìm của mình này hơn. Nói chung là hên xui á. Chứ cái mod tìm thú là thấy tào lao rồi. Cái mod tìm thú là rất là tào lao nha mấy bạn. Ủa tụt hết trơn luôn hết như trời. À không. Đứng lại đó, nó chạy rồi các bạn ơi. Bỏ chạy rồi, gặp mình bỏ chạy rồi. Ơi nhưng mà phía sau có một đại ca ngược theo các bạn. Bỏ rồi. Hết stamina luôn rồi. Rồi nghe có tiếng nhạn luôn đó các bạn. Đâu vậy? À đây là cái con nhện Shadow bên đây nữa bạn. Đây à, giờ thanh niên này chạy đây. Rồi hụt luôn. Khó quá ta. Ba tên nữa bạn. Quỷ này bay hoài luôn, bay không biết mệt mày. Hết stamina đó. Nó hết stamina đó mày. Để bàn Adentavid. Level 85. Quỷ đó có đánh đâu mày. Giờ ngán quá mày. Rồi, ok. Griffin Magnificent. Oh, bắt được con Griffin cái nó mở cho mình cái thành tựu luôn các bạn. Ancient myths tell of various depictions of the griffin over the ages. Yếu giờ quanh xa trăm mấy nè. What is never disputed is its majestic and mysterious nature. With the front half of an eagle and the back half of a lion, it is if these two creatures somehow fuse together to form a superior land and air predator. Approach the creature and marvel at its beauty. That would be a very poor decision. Its range of attacks makes it one of the most versatile predators I've witnessed. If its presence alone isn't enough to intimidate potential hunters, it has the ability to dive from the sky to the ground with such force that it inflicts damage to anyone unfortunate enough to be below it, or carry its momentum back into a rapid uplift. The idea of pacifying such a beast is nothing to scoff at. To attempt and succeed at this miraculous feat. Once tamed, riding atop a griffin along with a tribemate passenger, dashing through the air at high speed is a prize in and of itself. Đây, còn một bình máu duy nhất. Đây, bỏ mấy cái metal vô cho nó nung không. Rồi, bỏ hết mấy cái metal vô ha. Griffin. Đó, chơi được cái Griffin luôn. Rồi, mấy cái mod này kiểu nó bị lỗi hay sao bạn? Yên á thì vẫn chế được mà không đeo được. Tào lao không?
Bữa giờ bị hai con các bạn, con dead worm gì nữa. Để thêm con này nữa. Họ mới đá vào đây ha, cho nó làm mấy cái skeleton bay luôn rồi. Hấp mấy cái chitin hay trong này. Đó. Chitin hôm bữa là kiểu đi ở dưới đáy biển các bạn. Cho đóng luôn. Rồi, xong phim nha. Đi nào. Giờ mình sẽ lên đường các bạn, đi tiếp. Nói chung thì cái con Griffin này cũng được các bạn, nhưng mà kiểu nó bay cũng hơi chậm á, chậm hơn so với cái con rồng á. Với lại kiểu cái hệ điện ở trong cái thế giới này nó quánh tu bồ lên cũng quá ít các bạn. Đó, các bạn thấy cái tu bồ lên không? Quá phèn luôn. Phải nó lên giống như cái bản thay mùa cũ á, ngon á. Ở trong cái bản này là chắc là kiểu phải xài bằng tên nữa bạn ơi. Kiểu bắn bằng mấy cái tên nữa. Nè, kiểu bắn bằng mấy cái tên này nữa bạn. Để tí nữa mình chế thử mấy cái tên này thử coi. Ồ, ở đây có Alpha Theory nữa bạn, level 20 nè. Level 20 thì thấp quá. À, cho mình cho nó dài đi ha. Lấy con rồng đi bay cho nhanh. Nên kiếm cái con Alpha Theory khác cũng được các bạn, mà level cao tí á. Rồi chúng ta hả bác. Để cho nó farm mấy cái trái cây rồi cũng được. Đó, đi con này nhanh hơn đúng không rồi. Đi con này nhanh hơn nhiều luôn. À, đây. Đây có con Alpha Theory nè các bạn. Nữa 20 nữa. Cái gì vậy? Level 20 các bạn. Thế giới này của mình kiểu có thú mà kiểu thú cái level nó thấp quá. Ô đây nó nè. Alpha Theory đó các bạn, gì spam nhiều với ta. Level 90 nè. Được, con này ngon nè. 29.000 tu bồ à. Mình sử dụng tên kia bắt cũng được các bạn. Vừa cái tên X500 là lời. Đó, chúng ta bay Riffin đó. Chính ngàn. Bắt con này kêu để dành farm trái cây. Đây. Okay. Gì vậy? Bây giờ tới nhà mà vẫn nghe tiếng nhạc các bạn phải. Hai cái bò. Rồi, mình mang theo cái lọ thuốc tam đi. Nhà hết trơn mấy cái lọ máu. Nhanh nha bạn. Về đi con. Đấy,
cho nó dài để bạn tí test sao các bạn. Mấy con cá bị ra nhà không kịp lên bờ luôn đó, mình chế cái yên cho nó luôn. Đây, Alpha Heavy còn thiếu gỗ. Đúng rồi, còn thiếu một con farm gỗ nữa mày. Harry này hy vọng là farm gỗ được luôn ha. Kiểu farm nhiều mày là ngon đó. Rồi, có đi. Đi nè. Đó. Con này farm nó gọn các bạn, gọn hơn cái con Bronto. Con Bronto cảm giác farm nặng nề quá trời luôn. Đó, được đó bạn ơi, trời ơi nó farm rồi. Trời ơi, khỏi đi đâu xa luôn các bạn cơ. Đi gầy giờ. U, đam cũng rất là mạnh nha. Đam 3000 mấy. Nhưng con này farm giật ghẹp luôn các bạn. Trời ơi, chưa gì chơi cá đống Knuckle Berry luôn anh ơi. Để coi con này nó tăng được cái điểm kia không đâu. Ồ, nó tăng được cái điểm này luôn nữa bạn. Đó, thêm được mấy trăm phần trăm nữa bạn. Đấy. Cái này mà đưa vô mấy cái bãi farm thằng thánh nữa thì thôi các bạn ơi, ngon luôn. Rồi kìa các bạn xem nó farm gỗ các bạn. Nó lắc cái máy luôn các bạn. Rồi ngay từ đầu mình bắt con này là được các bạn. Bắt Bronto chi không biết. Bronto cái con farm cũng rất là nặng nề. Đấy, một đống berry nha mày. Hầu ẩu. Hầu ẩu đi qua hồi là lụm luôn rồi. Rồi, tạm thời để nó đây đi ha. Đó, chế thêm được một mớ mấy cái lò X500 nữa mày. Bảy lọ nữa. Đây nè, chúng ta lại đi tiếp nha các bạn. Giờ là mình phải bay vòng vòng để mà đi kiếm thú đó các bạn, chứ không có dựa vô cái mod được. Cái mod tìm thú giờ nó xí đúng lắm. Nè. Nó tìm toàn là ra mấy con tào lao thôi không à. Nói chung là không có con gì ngon luôn ơi. Không, nó tìm được tổng cộng có mấy hệ các bạn, mà toàn là mấy con cơ bản luôn. Mấy con kia mình không cần. Đi luôn nè, đi hướng bên đây. Ôi đây nữa nè. À không, cái con Alpha Theory nãy các bạn. Vào 20. Đi nào. Bài hướng này thôi. Bài khắp thế giới luôn các bạn. Gồng từ lừa hôm nay nhưng chắc mình nghĩ mấy con gồng này chắc là nó cũng có một cái năng lực đặc biệt gì đó các bạn. Nè, ví dụ con này, con gồng xanh này từ đầu game tới giờ nè đúng không? Ui. Ui, Volcanic. Level 80 luôn các bạn. Ngon. Hộp luôn các bạn ơi.
Hồi nãy mình gặp cái con kia level 25 đúng không? Con này 80 được rồi. Nói chung là tầm khoảng chừng mấy chục rồi bắt luôn các bạn. Con này ăn 2 kiếp bồ. Chắc xài Riffin luôn. 36.000 không? Tôi lại kiểu mà hết bình máu luôn các bạn. Cái này mà nó mình bắn nó mà kiểu ở nhà có ở chắc này chắc về chết thêm các bạn. Chết thêm đi cho chắc không thiếu rồi. Tôi lại không có bình máu nữa các bạn. Không có bình máu chắc cút sớm quá. Thiếu nước. Rồi, để vô từng bình nha mấy. Hấp lửa. Dạ, dạ, nóng, nóng, nóng. Rồi, chơi được 7 bình. Tên nha bạn. Cái này rảnh rảnh chắc mình qua bên khu rừng đỏ mình farm mấy cái bình máu cho nó lẹ quá. Để nấu rồi cũng hơi bị lâu quá. Là để nghiên cứu cái lò xịn này. 1.800 metal ingot với lại polymer. Polymer. Cái oxidant là xin lần đây các bạn trong cái con rồng không? Đó giải được 500 mấy các bạn. Rồi chế 300 thôi các bạn, vừa đủ thôi. Để chúng ta còn chừa lại mấy cái cementin bay nữa cơ, cần 450 cementin bay nữa. Dầu thì có rồi, 1.800 metal anh có rồi. Đây nung hết cái đống này là được các bạn. Ổn áp á. Dạ nóng quá, nóng quá. Đó, chơi được. Sao là máu anh ta nè. Ok. Gì đi, có máu trong tay để cho nó đỡ đỡ thôi. Rồi hai bình lên đường mới mới hai bình là đủ. Hy vọng chân lý ra đây nha các bạn. Các bạn nghĩ mạnh thôi, mình nghĩ chắc con này chắc cũng không mạnh lắm đâu. Nhưng mà được cái là con này nó sẽ phun lửa các bạn. Có thể là đấu với lại cái con gùa được. Đó, nó có chiều phun lửa đó, đó thấy được á. Đó, đó, các bạn thấy chưa? Gốt đau má ơi luôn.
trên đường hay xá đâu quán. Ai 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 cái lửa đốt đảo gì vậy? Ui ôi, không có bình máu là đi luôn rồi đó, anh thấy chưa? Ui, bắt con này khó gì vậy? Ui đốt lửa rồi, không thấy đường hay xá gì để bắn. Không xong rồi mà. Dạ 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 dạ. Con này đốt đau má ơi luôn mà. Bắt con này là kiểu cũng cá quá trình nha mấy anh. Thôi mình ý là rất khuyên mà còn chịu cũng không nấu. Bay như siêu nhân vậy. Đường xá để bắn luôn. Đau lắm, đau lắm, đau lắm. Đau lắm người anh em ơi. Đào má ơi luôn ơi. Cái bình này nó lại bị delay nữa mà. Ghê thật sự. Rồi hụt nữa rồi bà nữa ta, sao mà hụt hoài vậy? Tham đi tham đi đi tham đi tham đi thương lượng như này cho nó bỏ mày. Khó thật sự. Nó nướng rồi chắc khát ngạt lắm luôn. Khó bắn quá à. Trời ơi bắn gì mà còn hụt nữa. Cái gì vậy? Thôi chết á. Thôi được cái chết thôi. Thôi giờ nó bay rất là lẹ nhé mày. Ấy ơi tha mình ấy ơi. Tha mình ấy ơi. Trời lụm tiền. Ờ, cháy chuỗi lông luôn rồi. Má khổ thiệt chứ. Giờ mới bắt được con quỷ cái con đó bạn. Vừa mới bắt được con Griffin. Mẹ nó chứ.
Bắn hai phát bắn hụt hoài lắm tào lao thì. Đang có công chuyện đừng có báo. Chết mẹ thủ hết trơn luôn. Thuộc hết luôn rồi bạn ơi. Giờ sao đây? Giờ chỉ còn gồng cát các bạn. Ba gì hoài sao bắt? Ủa con gồng chết mẹ rồi con đó chưa về nữa. Rồi xong luôn. Phải lấy cái con T-Rex ra kiểu làm mồi các bạn ơi, cho nó cắn rồi mình đứng từ xa mình bắn các bạn. Vấn đề bây giờ là kiểu hết tên rồi nữa. Đi farm nữa rồi. Giờ phải đi farm nữa mày. Hết tên này, khổ. Nói chung là bản game về nó vô thế đúng không ạ? Con này đi farm cũng nhẹ, cũng nhẹ nhẹ. Rồi tính ra cái bãi này farm còn ít hơn bãi nhà nữa anh. Sao đủ ít. Đó, phải chỗ cái bãi này nữa anh. Có con nữa nè. Đúng là farm ở đâu cũng không bằng ở nhà, cảm giác cái bãi ở nhà nó farm đã hơn. À, đúng rồi, cái bãi này nè bạn, đó mấy cái bãi như này nè. Ồ, cá sấu sa cô.
Đi farm thôi cũng ghê các bạn. Giờ mình chỉ chú trọng Knuckle Berry thôi. Quá trời heavy với mày luôn anh. Ôi, cái bãi này nó farm đá. Cái bãi này farm quên cả lối về luôn à. Đó. Về luôn đó mà. Cái này quyết tâm bắt cho bằng được cái con rồng đó mày. Ý tên nữa. Chắc cột hết mẹ nó rồi. Mười mấy tên nữa mày. Rồi ok còn các bạn. Nó đốt là chết, nó đốt là chết, không cần nói nhiều các bạn ơi. Thì già khó chứ à. Bạn xem máu trừ rồi. Cháy tội nghiệp luôn em. Giờ mình chơi kiểu hy sinh nữa bạn ơi. Phải bắn được một tên trước khi nó giết được mình đó. Chỉ có cách này mới ra thôi. Đó, cái nó đứng im vậy nè. Ủa sao nó đứng im nè. À mày chết mẹ mày, mày. Rồi xong. Nó bị kẹt vô đá nha bạn. À mày tới công chuyện mày chưa. Rồi tem được luôn bạn ơi. Khỏi cần lọ kinh nghiệm. Ủa khỏi cần lọ tem luôn bạn. Kẹt vô đá.
Ngon luôn các bạn. Ở đây con trai. Kẹt cái đó tào lao anh. Rồi xong các bạn. Không uổng công các bạn. Rồi cho anh ăn cái Dino Chucker là được các bạn ơi. 119 các bạn ơi. Ơ lộn lộn. Rồi lộn con nha. À đúng rồi. Quá dữ. Ôi bay rất là nhanh các bạn ơi. Thắng 800 mấy à. Nhưng mà được cái là lửa con này đốt phê lắm nha các bạn. 48.000 máu. À bay cũng rất là xịn. Rồi. Ủa sao lửa nó đốt kỹ vậy? À, chủ yếu là nó trừ theo phần trăm máu với bạn. Con này chủ yếu là nó đốt trừ theo phần trăm máu luôn rồi. Đó. Được các bạn ơi. Như vậy là khỏi cần tăng đam. Dưới mình tăng máu rồi. Đam thấy nó phế dở lắm. Thấy nó đơn giản thôi mà nó đốt. Nó quanh máu có trăm mấy vậy thôi mà đốt đau má ơi mày. Con gần hết vòng 85. Đi quánh mấy con mai thích các bạn để farm mấy cái lọ máu nữa. Với lại là phải chế cực kỳ nhiều loại máu các bạn mới quánh nổi, mới quánh boss nổi. Giờ mình cần máu rồi. Cúp xịn nữa mà. Nói chung là series này chắc là phải chơi lâu dài nhớ các bạn. Phải cày từ từ á. Chứ không có thể nào mà kiểu một sớm một chiều phá đảo được. À, ta leo qua bên đỏ rồi. Thính tím. Lụm hết, giờ có thính có bọng giờ là lụm hết. Ui gì vậy? Mới con gì phía trước kìa. Ui. Ui với Volcanic đó bạn. Volcanic Rudian. Chịu một máu. Thích này level cao.
mấy con này để có mấy lò máu các bạn. Giờ mình cần farm máu à. Phải cố gắng chế được cái lò xịn để farm, để nấu máu cho nó dễ. Đồ y nữa. Nói chung là bắt con này là kiểu ăn hên nhé mày. Lại gần con rùa không bay được. Ý Ý con rùa vẫn chịu thêm phần trăm máu anh ơi. Ui gì vậy, chết mẹ con rùa rồi. Thấy mẹ con rùa rồi. Và Demonator Volcanic gì nhiều chứ. Để hồi phục, để cho nó hồi phục stamina đấy mày. Trời ơi, trời chưa kịp tăng máu nữa. Má, nghỉ game luôn mày ơi. Chưa kịp xem lại nữa. Má, nghỉ luôn. Nghỉ luôn. Chán thiệt chứ. Quên đăng máu nữa má, nó cặp 3 phát đi luôn à. Nhưng mà không sao bạn ơi, mình đã tìm được cái bài toán để giết được cái con rùa đó bạn. Vẫn còn một con level 25 các bạn. Nói chung là con rồng đó cấp độ cao thì cũng ngon đi, cấp độ không cao thì nó cũng quánh theo phần trăm máu các bạn. Mình sẽ bắt cái con level 25 ở trên cái núi lửa lúc đầu video vô gặp á. Giờ nó chết luôn rồi. Chưa kịp chụp hình nữa. Phải trưởng thật chứ. Ổng à, công sức mình một tập của bạn tao lao chứ. Thôi rồi, tập sau vô chiến tiếp, tập sau đi bắt cái con level 25 nữa mấy rồi. Còn không thì chúng ta đảo vòng vòng á, kiếm con khác các bạn. Mình nghĩ chứ nó spawn nhiều vậy thì chắc là đi vòng vòng thế nào cũng gặp các bạn. Kiểu thú là nó mặc định không đó nha không. Nó mặc định spawn nó đi hên xui á. Chắc mình bắt con 25 luôn. Chán luôn à. Công trình cá tộc vừa mới bắt muốn khóc luôn bạn, cay thiệt chứ. Nghỉ luôn bạn ơi, tập sau chiến tiếp bạn ơi. Em thích nhớ cái like cái sub giúp mình đó bạn, để mình có động lực nha. Làm nhiều nhiều cho bạn xem nha. Nói chung là series này cứ chơi từ từ nha bạn. Mình sẽ chơi hết sức ha. Cứ vận dụng sức mạnh của thú để lên thời từ từ nha bạn. Nói chung là đã biết cách để tiêu diệt được cái con boss rùa đây đó. Từ từ chúng ta trả thù sao bạn. Để đi tập sau vô phục thù bạn.